mùi thơm nha. Kem bông. Kem không làm được kẹo bông. Xinh nhỏ. Ê được nè. Ui làm được kẹo bông luôn này. Giữ thần chưa? Thử nhá. Ngon, mà hơi ngọt. Đã ăn kẹo này chưa? Màu hồng, tưởng màu đỏ cơ. Xinh nhở, không nỡ ăn luôn. Đứt rồi. Em biết có được không ta? Có mùi thơm nha. Kẹo bông này hả? Ngon ha. Ngon nha, nhưng mà hỏng. Kem sô cô la. Thơm mùi sô cô la. Thử chưa? Ngon nha. Sữa chua na. Chảy hết rồi. Chắc là không được rồi. Ê, được nè. Kẹo bông làm từ sữa chua. To chưa? Nó có vị đường. Vì làm bằng đường mà. Sữa chua làm sao làm được kẹo bông? Sau đây là cách ăn kem đúng nhất mà chưa ai nói với bạn. Bình thường mọi người sẽ ăn như thế nào? Nào.